Đây, tôi đang đóng giỗ đám giỗ ở bên Long Sơn, và đây là một sau bếp đang chuẩn bị bưng mâm đồ ăn thức uống để đặt lên bàn thờ. Và đây là bánh tét chuối và bánh tét đậu, nhìn rất là hấp dẫn. Đồ ăn tận một hai miếng là thấy ngán rồi. Lâu mới được đi ăn đám giỗ. Bên kia là chim cuộn cuộn nhưng mà là bánh hỏi. Lúc này mọi người trong nhà đang quay quần với nhau để mà chuẩn bị cho cái mâm cúng. Đây là bác ba, bác lo các cuộc cúng. Rất là bác là người có chức sắc, có quyền á ở nhà lớn Long Sơn, nên bác hiểu rất rõ về phong tục quán cúng ông bà của mình như thế nào. Đây là một trong những cái bàn thờ của người dân Long Sơn, đó bàn thờ thiên thờ trời. Ngoài kia bàn thờ địa là đất đai, đất đai nơi mình sống. Cậu bác bên này, cậu bác còn cái ở giữa này là dạ tổ tiên, còn đằng sau này nữa là cổ huyền trong nhà. Còn bên này, bên kia là ông bà, hai bên ông bà. À rồi, em không biết, em mới hỏi mình không thờ cúng mới kỹ. Điểm đủ hết rồi. Không hả? Rồi, không chơi. Mệt không? Đây đi mời. Đây mọi người đang tỉnh, là một người Long Sơn có một từ đó là kính, là một kiểu như là cúng và làm lễ, là gọi là kính, cũng là làm lễ trước bàn kính. Này là cúng xong rồi chuẩn bị nhậu hơn. Còn mà dỗ này thì con cháu họ hàng sẽ tập lại ăn uống với nhau.
như bao ngày dỗ khác. Đây là có thêm khổ qua là măng khô này. Nó bình dân như vậy thôi. Bye bye.